Nói tóm lại thì Glucozamet là một cái sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường, và tôi cho rằng đây là một cái sản phẩm tốt và phù hợp đối với những cái người đái tháo đường, nhất là những cái người đái tháo đường ở cái giai đoạn cấp tính hoặc là giai đoạn mà cần bồi bổ sức khỏe để mà tăng cường cái sức khỏe. Và với một cái giá cả phù hợp với một dây chuyền công nghệ hiện đại thì sản phẩm đang được mọi người bệnh đái tháo đường đón nhận, và hy vọng rằng sau các cái thông tin chúng tôi vừa mới giới thiệu thì các bạn sử dụng đón nhận cái sản phẩm này một cách có hiệu quả trong cái việc sử dụng phòng và chống bệnh đái tháo đường của mình. As a diabetes researcher for more than 15 years, I understand patients all over the world are struggling to choose a diet for diabetics, especially when they feel hungry or thirsty. Therefore, we have applied Florizin active ingredient from American red apple peel in specially formulated milk for diabetics. It helps users supplement, improves essential nutrients for the patient, and solves the nutritional deficiency problems of the patient. Daily energy drive to function, enhance health and resistance. In addition, it also enhances memory, replenishes vision, stabilizes blood and the heart rate for the elderly. We are very happy to cooperate with Vietnamese experts to research and produce Glucozamet dairy products at an affordable cost and convenient for users. This is a product that we are very enthusiastic about and has been widely used by Vietnamese people. I hope to receive more feedback from customers so that we can listen, absorb, improve and improve each and every day better. Với người tiểu đường, dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Cuối năm vừa rồi, tôi đọc báo thấy thông tin về sữa tiểu đường Glucozamet. Mừng quá. Tôi mua một lúc 6 hộp. Mỗi ngày phải uống 2 cốc. Trước khi ăn, và tất nhiên là phải giảm cơm đi. Sau 2 tuần, tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tôi không bị tiểu đêm, ngủ sâu, ngủ ngon hơn. Tôi hoạt động khu phố, mà hoạt động quên cả ăn ấy. Chỉ cần uống một cốc sữa là tôi đủ dinh dưỡng làm việc cả ngày. Sau khoảng 3 tháng, thì sức khỏe tôi hồi phục hoàn toàn. Da dẻ tốt hơn, chân tay nhanh nhẹn hơn, mắt sáng hơn, và đường huyết của tôi luôn ở mức độ 6,5. Thế đến bây giờ thì sáng nào tôi cũng xỏ giày ra công viên đá cầu, đánh cầu lông và khiêu vũ với mọi người. Thật sự tôi đã khỏe lại. Chính ra là uống cái sữa dinh dưỡng dành cho người tiểu đường này vừa tiết kiệm này mà lại tốt.